Lực lượng tuần tra biển của Đài Loan vừa tìm thấy 12 công dân Việt Nam trên một tàu đánh cá vào tối ngày 3 tháng 4 và nghi ngờ họ có thể là nạn nhân của một hoạt động buôn người, theo Taiwan News. Con tàu được định vị cách bờ biển huyện Bình Đông ở miền Nam hai hải lý, Taiwan News dẫn tin từ Thông tấn xã Trung ương Đài Loan CNA cho biết. Lực lượng tuần tra biển nói khi đến hiện trường họ thấy có rất ít ngư cụ và cá trên tàu, nhưng phát hiện ra 9 người đàn ông và 3 người phụ nữ ở dưới bon tàu, tất cả đều là công dân Việt Nam. Các công tố viên Đài Loan sẽ tiếp tục điều tra nhằm xác định đường dây buôn người được cho là đứng sau hành trình của những người Việt này. Vụ việc diễn ra giữa bối cảnh Đài Loan đang phối hợp với cơ quan đại diện của Việt Nam để điều tra về vụ phát hiện 7 công dân Việt Nam tử vong trong số 20 thi thể được vớt ở vùng biển ngoài khơi Đài Loan trong tháng 2 và tháng 3. Cục điều tra hình sự Đài Loan hôm 31 tháng 3 cho biết danh tính của 7 người Việt Nam gồm 5 nam và 2 nữ đã được xác nhận dựa trên danh sách 14 người bị tình nghi là đi thuyền bất hợp pháp từ Việt Nam sang Đài Loan. Các điều tra viên nói rằng có thể đường dây buôn người đã đưa những người này từ miền Bắc Việt Nam. Bộ công an Việt Nam hôm 4 tháng 4 đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án đưa nhận hối lộ khi tổ chức các chuyến bay hồi hương người Việt Nam giữa đại dịch Covid-19 nói rằng hàng chục quan chức chính phủ đã nhận hối lộ tổng số tiền lên đến hơn 180 tỷ đồng. Báo Điện tử Chính phủ cho biết Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án, còn được gọi là vụ chuyến bay giải cứu và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong đó đề nghị truy tố 21 bị can tội nhận hối lộ, 23 bị can về tội đưa hối lộ, 4 bị can về tội môi giới hối lộ và hai bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Các bị can trong vụ án, gồm các cựu lãnh đạo các bộ ngành địa phương, đã nhận hối lộ từ hàng chục đến hàng trăm lần, với tổng số tiền hơn 180 tỷ đồng, theo kết luận của Bộ Công an. Vụ bê bối này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước, tạo sơ hở để các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Bộ Công an nói, theo tương trình của Báo Thanh Niên. Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng với các bộ ngành khác như Y tế, Giao thông Vận tải, Công an và Quốc phòng đã tổ chức khoảng 1.000 chuyến bay giải cứu đưa hơn 200.000 người Việt hồi hương từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trong thời gian đại dịch theo chủ trương nhân đạo của chính phủ, theo cách gọi của chính quyền Việt Nam. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ bắt đầu điều tra từ tháng 1 năm ngoái, khiến hàng chục quan chức trong các bộ ngành của chính phủ Việt Nam bị bắt giam, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, người bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 21 tỷ đồng. Vụ tham nhũng này được cho là nguyên nhân khiến phó thủ tướng Phạm Bình Minh phải thôi chức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng phải từ chức vì chịu trách nhiệm cho những sai phạm của cấp dưới mà ông Minh nằm dưới quyền khi ông là thủ tướng chính phủ. Thân nhân của ông Châu Văn Khảm, một người Úc gốc Việt đang bị bỏ tù tại Việt Nam, kêu gọi toàn quyền David Hurley nêu trường hợp của ông với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức đến nước này. Ông Châu Văn Khảm, 73 tuổi, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào năm 2019 với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền và đang thụ án 12 năm tù tại tỉnh Bình Thuận. Ông là đảng viên của Việt Tân, một tổ chức chính trị có trụ sở ở Mỹ cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, nhưng bị Hà Nội liệt vào tổ chức khủng bố, trong khi Mỹ không làm như vậy. Chúng tôi kêu gọi toàn quyền Úc David Hurley, kêu gọi chính phủ Việt Nam giúp đưa chồng tôi trở lại Úc. Vợ của ông Khảm, bà Trang Châu nói với đài ABC: "Tôi mới mất mẹ và tôi rất mong được gặp lại chồng mình, người mà tôi đã không gặp trong hơn 3 năm. Xin đừng để chồng tôi trở thành một cái tên bị lãng quên." Bà được dẫn lời nói thêm. Ông Hurley đến Hà Nội vào ngày 3 tháng 4, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông có kế hoạch gặp gỡ các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong đó có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.